Video này mình sẽ giới thiệu các bạn chưa làm các bước ở trong sửa mạch công suất của con âm đi karaoke 506 các bạn nhé. Thì đây con này ấy, thì mình đã kiểm tra qua đây các bạn nhìn này, cháy sò. Cái cháy này ấy là do cái điện trở đấy các bạn nhé. Đặc điểm cái điện trở đấy mới là nó khi nó chập nó cháy là nó đấy, chứ còn thì còn đâu không phải là do đèn ít khi nó cháy rộng, cũng có trường hợp hiếm các bạn nhé, do ngâm lâu quá để nó cháy nó bay cả lên đây này, các bạn nhìn. Mình kiểm tra sơ bộ rồi, đèn công suất thì sẽ phần này. Đây mình sẽ con này ấy, như mình kiểm tra sơ bộ mình nhận định như con này nó không phải là đèn của nó các bạn nhé, mà là người ta nâng cấp ấy. Con này là con tàu nhưng lại đẹp này, người ta nâng cấp ấy. Nhưng mà nguyên nhân ấy thì có thể là mình kiểm tra thấy không chết sâu thì có khả năng là do nó cho ít mỡ nhiệt ở đây quá này, các bạn nhìn này, nó lôm nhôm này. Thì khi mà thợ các cửa hàng lớn thì không bao giờ người ta mất công người ta đi làm một con máy đâu. Đây là các thợ nhỏ các bạn nhé. Hoặc là có khi gia đình người ta mang đi người ta nâng cấp các bạn nhé. Mình thấy nâng cấp cả tụ này, các bạn nhìn này. Nâng cấp lên tụ 10 nghìn này. Thực ra con này zin bản của người ấy là có 6.800 này. Cũng là 8 này. Các bạn nhé. Thì tụ chết này, mấy cái trò này chết này. Đây mình kiểm tra sơ bộ, đèn này cũng chập rồi. Đây mình đã tháo chân. Bây giờ mình sẽ tháo đèn công suất ra để xem. Thì mình thử cái ốc lỏng nó các bạn nhé. Ốc rất là lỏng. Thứ hai là không có mỡ nhiệt, lỏng tuyệt. Thì các bạn làm công suất ấy, nếu để nó chạy được đâu các bạn nhé. Tất nhiên không có mỡ ấy, thì nó cũng không chết ngay được. Nhưng mà khi mà chủ nhà mà người ta dùng mà kiểu mở nghe hát karaoke khoảng mấy tiếng liền, mẹ nhất là loa này nó khỏe đấy, là khả năng một thời gian là nó sẽ làm cái tiết giáp nó bị chập các bạn nhé. Vì cái nhiệt độ của cái đèn công suất này là tối đa ở cái mặt đèn các bạn nhé, ở cái tấm này này, cái bên trong cái con này là 150 độ C các bạn nhé. Thì khi tỏa nhiệt ra ngoài thì ở ngoài này nó chênh nhau khoảng 30-40 độ C rồi. Đấy là điều kiện mà tiếp nhiệt tốt các bạn nhé. Còn nếu mà vặn lỏng này thì có khi để kiểm tra cũng dễ, các bạn mở to và sờ lưng đèn mà nóng mà cái nhôm quanh đây mà vẫn hơi ấm ấm ấy, thì nghĩa là như thế là tỏa nhiệt kém nhé. Thường nó chênh nhau cũng khá nhiều ấy. Nếu mà nó nên là không phải là cứ cái đèn tối đa của nó ấy là có 150 độ thôi. Nếu như mà các bạn mà nó quá cái đấy là sẽ tiết áp bị ấn thủng các bạn nhé, chứ không phải là vô hạn. Tất nhiên có một số đèn nó chịu đến 170 độ, nhưng mà thường cái đấy là các cái đèn công nghiệp các bạn nhé, trong máy móc công nghiệp thôi. Còn đèn dân dụng của chúng ta là chỉ chịu được khoảng 150 độ thôi. Thế là cái thông số của nó nên nó sẽ bị các cái giáp với là nó sẽ bị đánh thủng, nó không còn bám dẫn nữa mà nó vẫn thành đánh thủng. Các bạn nhìn này, lôm nha lôm nhôm này. Cái này là nâng cấp như các bạn nhé, có thể chủ nhà nâng cấp. Đây, các bạn nhìn này, nó thế nên nó mới các bạn nhìn nghiêng này, cái miếng cách nhiệt này nó bị sun lên này, nhìn các bạn nhìn này. Cái này là không phải cách nhiệt xịn rồi các bạn ạ. Cái này vặn lỏng á, cái này như là nhựa thì đúng hơn, nhựa chứ không phải cách nhiệt bạn nhá. Cái này người ta chế nhựa rồi chứ không phải miếng amiang cách nhiệt thể nào biết ngay mà. Mình nhìn vì tại sao các bạn cũng mình phân tích như này, thường là các cái máy mà có một số đời ấy, kể cả hàng xịn hàng nhái nhá các bạn nhá, xịn ít thôi nhưng mà nhái cũng có một số đời ta lắp đèn sanken hay vít này, tất cả mọi cái giống nhau ấy, chỉ mỗi cái này thôi các bạn nhá. Thì là cái chân này người ta sẽ cắt sâu như này. Còn đây này các bạn nhìn này, thường đèn tháo máy ấy là nó chân nó hay bị ngắn thì hàn nó tròn tròn này các bạn nhé. Đấy là một cái mẹo. Thì tất nhiên cũng có trường hợp người ta lắp đèn mới ấy, hoặc đèn chân dài ấy, thì là nó sẽ vẫn cắt sâu các bạn nhé. Đấy các bạn nhìn này. Đấy là cái mẹo. Thì mình đoán ngay ra khi mình tháo ra mình biết ngay. Đây trường hợp này là do đèn các bạn nhé. Đèn nắp cái này cái cách nhiệt này không đúng chuẩn này. Cái này nhựa cắt ra này. Không như lúc mà nó nóng quá, chứ còn đèn này nhá, nó khỏe lắm các bạn nhé. Khó chết lắm, mà cái mạch này thì nó cũng lành mà cái âm ly 5.6 có mấy ai đem đấu 2 đôi loa vào một vế đâu các bạn, để thủ trợ khán đó. Vì nó bản thân nó là có thể nắp được 2 đôi loa rồi. Ồ đúng thật, bạn ấy chế các bạn ạ. Cái amiang này thường 2 vít thì hơi khó kiếm này, các bạn nhìn này, mình sẽ phải kiếm cái miếng amiang khác, chứ để này là không ổn các bạn nhé. Đây, cắt để cái này nó là nhựa các bạn nhé. Amiang kia nó cứng rồi này. Ôi giời, thầy nào cũng chết nó phải. Chứ còn đèn này khó chết lắm các bạn nhé. Cũng có trường hợp nó lỏng mạch hoặc là làm chập dây loa nhưng hiếm. Các bạn,
ra mình các cái bước, vì mà trong một video ấy mà quay cả thì nó sẽ rất là dài các bạn nhé, nên lắm lúc mình sẽ phải cắt bớt đi. Thì mình chưa bao giờ giới thiệu trực tiếp là một con âm ly điền kích còn chưa chết các bạn nhé, điền kích vẫn sống nhăn luôn, chứng tỏ là lỗi là do không phải là từ mạch trên nó sai các bạn nhé, mà là tự đèn công suất nó nóng quá nó chết các bạn nhé. Đấy, còn cái điện trở nó cháy đen, con này thì chết à, đâu mình lại lấp cao à, con này chết này, con này thì chết các bạn nhé. Sau khi mình vệ sinh sạch sẽ thì nắp cái lót sò mới các bạn nhé, cái lót sò này đúng theo cái đèn này luôn, nên mình tháo cái gì ra chứ không phải sò, nó cũng rất nhiều loại sò các bạn nhé, cái sò mấy chục nghìn nên là sò nó đối chân này. Mai mà còn nó kẻ lại các bạn nhé, còn chính em mua cái sò ngắn như cái kiểu này thì chính là còn được sò xịn này, nên thường người ta phân biệt bằng cách là cân nặng các bạn nhé, thường là sò xịn nó nặng hơn thì mình cứ so sánh nhé. Thì các bạn có thể kiểm tra các bạn cái hàn nó sẵn này, làm vệ sinh hàn sẵn nhưng mà để hững chân bê nhá. Thì mình sẽ hướng dẫn cách để kiểm tra trước khi này đấu này, hoặc các bạn cẩn thận mình chót đấu rồi không bỏ ra được, xong do đó kiểm tra cẩn thận xong rồi hãng lắp đèn vào công suất vào được các bạn nhé. Thì đây hỏng cái thứ này này, cái trỏ này này, cái đèn này này, hai đèn công suất này, còn đèn này. Sau khi chúng ta kiểm tra hết này các bạn nhé, mình vừa thay trì mới này, mình kiểm tra hết này, xem chúng ta phải hàn lại các bạn nhé, chúng ta hàn lại hết các cái này nếu nó lỏng. Nhìn thấy lỏng vì khi mình mở ra này làm ấy, kể cả cái vế bên sống các bạn nhé, cũng phải hàn lại hết chỗ nó, những cái vết nào nó có vết lứt chúng ta hàn lại hết, tránh được không mà về nó chập chờn thì khách người ta chỉ biết là mình vừa mới sửa xong về lại học thôi. Bây giờ mình sẽ giúp các bạn cách để đấu lối về để kiểm tra. Thì mình kiếm hai cái điện trở 100 ohm này, một cái các bạn đấu vào chân B của con đèn này, thì bây giờ B đang hẫng ra thì mình đấu ra cái chân bên ngoài này, một cái các bạn đấu chân e cho mình hoặc chân da cũng được này, hai trở 100 ohm các bạn nhé. Thì làm này để cho an toàn này, bản thân mình làm lâu rồi mình vẫn thực hiện này các bạn nhé, để cho nó an toàn, tránh trường hợp là nó bị không may mạch nó còn sai sót thì mình không thể kiểm tra hết được cả mạch mà. Nhưng mà trong trường hợp này mình có phán đoán là không, tại sao mình phán đoán vì mình đo phần trên cái gần như là không chết như các bạn nhé. Thì trường hợp mà nó chết từ mạch trên ấy, thì là nó đo nó sẽ, chúng ta sẽ chỉ kiểm tra thật kỹ, còn đây mình xác định ấy, là con này ấy, là nó chết do cái miếng tỏa nhiệt các bạn nhé. Nếu ai nó kéo cái điện kém, cái miếng cách điện kém là nó không tỏa nhiệt kịp. Nên mình đo đây, mình đã cách chân B các bạn nhìn này, đo này đấy. Để tránh trường hợp nó dính sang nhau các bạn nhé. Thì tốt nhất các bạn cẩn thận, đừng bao dọn đấy, kể cả những cái sò này thì cũng không phải là khó kiếm, nhưng mà mình cẩn thận thì không là mình mất tiền trước các bạn nhé. Nhưng trong trường hợp này đấy, mặc dù này mình hướng dẫn để cho các bạn an toàn, nếu mình có thể mình bỏ qua, chứ còn các bạn là lên làm như này nhé các bạn nhé. Hồi sau khi mình ráp vào các bạn nhé, thì mình chỉ ráp cái đường nguồn chính này, ba cái dây nguồn chính này và cái dây mát đó các bạn nhé. Còn trường hợp nếu các bạn không ráp dây mát này vào ấy, còn dây tín hiệu ráp sau cũng được, riêng đời này các bạn nhé. Còn như 203 mà các bạn không ráp này thì là như là nó mất mát đấy, không được đâu. Nhưng riêng đời này thì các bạn, mình cũng không nhớ sẽ 203 vẫn cũng rút được. Thì chúng ta phải lấy mát ngay từ trên vì công suất các bạn nhé, chỉ cần ba cái dây từ biến áp nguồn ra đây này. Thì chúng ta phải lấy mát ở trên cái vỉ này các bạn nhé. Còn chúng ta cắm này thì chúng ta, các bạn để bật một que vào mát vỏ máy này, các bạn dí vào cái đầu ra của cái vế vừa họng này, các bạn bật công suất lên các bạn nhé, thì nó về không này, nó ổn này các bạn nhé. Đấy thì, nhưng mà cái dây này các bạn rút ra nhé, để từ từ nhé, tí cắm sau cũng được này. Trong trường hợp này thì đây như mình đo nhé, là bằng 0.0 này, các bạn nhìn chưa, là 0V, ok này. Bây giờ mình đưa về thang 2.5 để đo kiểm tra. Đây con đèn C thì các bạn đo que dương vào đây đấy, các bạn nhìn chưa, đấy như này là ok này, tầm khoảng dưới 0.5 các bạn nhé. Thì các cái máy này nó định thiên không cao đâu, không như máy nội địa các bạn nhé. Thế mình đảo que này, mình đo bên này, cái bên đèn xuôi này, đèn A này thì mình đo bằng que âm các bạn nhé. Đây đấy. Thì như này nó đang thiếu mát của tín hiệu vào, thì nó lệch chút, thì có cái mát tín hiệu và nó ok các bạn nhé. Như này nó ổn này, thì như này bạn nắp sò vào là không sao này. Bây giờ mình sẽ tắt máy. Thì chúng ta phải thật cẩn thận nhé, bây giờ máy nó đang không
Con này nó hay một cái này, nó chỉ dùng một nguồn thôi, tức là đưa thẳng cái nguồn này vào chứ không có nguồn nọ nguồn kia, nên nó dễ hơn các bạn nhé. Nó không như các máy đồ địa nguồn nọ nguồn kia lằng nhằng, chúng ta chỉ cần đưa cái dây này vào. Trong trường hợp chúng ta có biến áp rời có nguồn khoảng độ 35V đấy, là các bạn đấu thẳng vào đây, các bạn không cần phải lắp vào đây, các bạn thử là cho đấy. Vì nó không như máy đồ địa, nó có nguồn nọ nguồn kia lằng nhằng, chỉ cần một nguồn đấy thôi là cung cấp cả cho cái vỉ rồi, thì nó rất dễ. Thì chúng ta sau khi đấy thì máy khả năng là nó vẫn còn điện các bạn nhé, không 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 mất điện đâu, nên là cả cái này nó chung nguồn nên nó cũng phóng nhanh nhỉ. Mình thử đấy, các bạn nên kiểm tra trước nhé, không nó vật đo nguội nó hỏng, hoặc chúng ta hàn nhé, nó chập nó hỏng mất. Bây giờ mình sẽ tháo tháo điện trở ra, mình hàn chân 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 bê đèn vào. Cái bước này thì ở mi đồ địa thì bắt buộc phải làm các bạn nhé. Nhiều cái sò đắt tiền mà hiếm ấy, mình còn phải lắp sò sò rẻ vào mình thử trước, bắt đầu mình mới lắp sò chính vào. Vì nhiều cái bệnh ấy, như máy đồ địa, cái máy này thì nó không như máy đồ địa, là nó linh kiện nó mới nên là nó không 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 bị cái kiểu như giò ấy. Nhưng máy đồ địa nhá là nhiều khi nó bị giò linh kiện nhá, vẫn chạy bình thường, đùng bắt là nó giò bắt đầu nó mới chết. Thế mình phải test bằng đèn đèn chiếc ghế trước bạn nhé. Trong trường hợp những cái đèn là đèn hiếm, đa số máy nội địa là nó sẽ khá là hiếm, nên mình phải test kiểu như thế các bạn nhé. Mình nghĩ là như này là ok rồi này, giờ mình đợi mình cắm vỉ đã. Sau khi cắm hết rác vào, các bạn cắm rác này sau cũng được hoặc cắm ngay cũng được, nhé cắm sau để trường hợp mà nó đây là cái đường mà đưa Protec về các bạn nhé, mày đưa cái đèn áp để lui lui cho cái phần leo bảo vệ các bạn nhé. Thì trong trường hợp mà bỏ cái này ra nó vẫn chạy xong cắm vào lại mất thì các bạn lại phải quay ngược lại cái đường này để tìm cái đường bảo vệ các bạn nhé. Thì nó có mấy con hai con đèn 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 chân B ở giữa đấy, à, ở ngay cạnh cái socket đấy các bạn nhé. Thì các bạn tìm cái con đèn bảo vệ đấy, đèn quá chống quá tải ấy, overload đấy. Thì bây giờ mình cứ thử cái này đã, thì mình đấu loa rồi bây giờ mình sẽ bật máy cho các bạn xem. Đấy, ok các bạn nhé. Đây mình rút ra cái cho các bạn xem. Đấy nó bị ở phía bên này nhá. Đây. Đây mình đang đấu với cái bên sống mà. Đây mình đấu xong giấy xét xong. Cái này nó làm lệch, mình chẳng biết vế nào cả. Đấy. Đấy, kêu các bạn nhé. Đấy là toàn bộ, mặc dù là mình đã rút ngắn rất nhiều, tức là mình đã không quay khi làm các bạn nhé. Đây là cái âm ly này, là âm ly nó có những yếu tố đơn giản là như này, mặc dù nó khó hơn cái 2.3 tí vì nó có nó nhiều dây dọ hơn. Thế nhưng mà nó có một yếu tố rất dễ, cái là nó chạy một nguồn các bạn nhé. Thì đây chính là cái nguồn này từ biến áp ra, hai vía chạy riêng hai cuộn. Thứ hai là chúng ta có thể nên chúng ta có thể độc lập, tức là một cái nguồn khác 35V các bạn nhé. Chúng ta đấu nguồn này nhớ nguồn cộng trừ các bạn nhé, đối xứng. Thì các bạn làm xong rồi bắt đầu các bạn gắn vào máy cũng được cho nó tiện, chứ không cần phải cắm dây vào đây để làm. Đấy là cái tiện của máy này. Thứ hai là cái máy này nó không như các máy đời cổ nha, đặc thù máy đời cổ thì nó hay dò linh kiện nên chúng ta phải có thời gian test kiểm tra kỹ hơn, và nên là nó cũng rất đa dạng các bạn nhé. Thì trong trường hợp này nó đơn giản là vì là nó do cái này nó chỉ chết, nên trên cái vỉ trên thì gần như không bị gì các bạn nhé, chỉ muốn hai điện trở là nó đen nhưng mà nó không đứt các bạn nhé. Chứ còn trường hợp mà nó chết do mạch từ trên thì cũng có nhé, nó lỏng quá hoặc không may một con đèn nào đó nó giò thì nó cũng làm cho chết, hoặc diode tất cả những tích cực các bạn nhé. Thế là chúng ta chú ý khi mà chúng ta làm này chúng ta phải vệ sinh sạch sẽ này, chúng ta mua mấy cái keo mỡ nhiệt này, chúng ta lót lại, bôi vào chúng ta lót các bạn nhé, thì đảm bảo bền được. Mình bao dọn đấy nó đấy, nó không phải là nó là cái uy tín của mình luôn, mình làm không có thể là một vài năm nó mới chết. Thế nhưng mà cái làm như nhựa này thì mình thấy cái kiểu này chắc lâu rồi, nhưng mà nếu như phải cái nhà mà người ta cứ mở to đấy, hoặc là những cái máy mà nó đấu nhiều loa đấy, thì là nó sẽ rất là nhanh chết các bạn nhé. Còn mà nghe thời gian dài ấy, kiểu như quán cà phê hoặc quán karaoke ấy, mà làm kiểu này ấy, thì chết rất là nhanh các bạn nhé. Nên nhiều cái công đoạn thì mình đã phải rút ngắn lại ấy, thì những cái thứ nó chết đây. Thế ra thì nếu mà đây con này là thằng đơn giản các bạn nhé, còn nhiều cái nó sẽ chết cả cái vỉ trên này nữa.
rồi là các bước mình kiểm tra, mặc dù thì mình cắt đi rất là nhiều, nhưng mà thông qua đó thì bạn nào mà có, mới vào nghề hoặc là những bạn nào mà nói chung là ham về hiểu biết điện tử ấy, chúng ta hoàn toàn có thể làm được các bạn nhé. Thì cái mạch này nó không phức tạp, như không phải không phức tạp mà nó chạy nguồn một nguồn là một này, hai là mạch của nó là nó không có cái kiểu cân này nó định thiên bằng bằng đĩa ốt các bạn nhé, nên là nó không phức tạp như kia. Hai cái linh kiện nó cũng chưa già như các máy kia, thì đo nó cũng dễ, nó chết là đo sẽ thấy ngay các bạn nhé. Trong trường hợp mình đấu điện trở xong mình đo mình thấy điện áp nó không chuẩn vẫn lạch trở, thì chúng ta lại phải tiếp tục, chúng ta phải giám sát lại lần nữa các bạn nhé. Làm như thế để tránh trường hợp là chết công suất là một này, thứ hai để đỡ mất thời gian mình phải cày quá nhiều cái vỉ trên này các bạn nhé. Trong trường hợp mình cảm thấy làm thế thì mình sẽ khi mình sơ bộ như thế đo trên vỉ đấy, thế lúc mình thử như thế mà nó áp nó không chuẩn, nó trên 0.5V này bạn, quá cái mức ấy hoặc nó lệch hoặc nó có áp ở đầu ra này bạn, thì chúng ta lại phải ngồi chịu khó chúng ta kiểm tra từng tí một thì nó sẽ mất thời gian hơn nhé. Ở video mình đến hết, cảm ơn bạn đã chú ý theo dõi, hẹn gặp lại các bạn video sau.